Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio dựng hai quả súp hơi 50 JBL718 cho một bác khách. Cái cấu hình ngày hôm nay là một quả súp mặt. Em đang một quả đang dựng và một quả là súp mặt. Các anh em để ngả xuống để cho tất cả các bác xem cấu hình của nó. Lưới căng bằng sắt và thùng mang thương hiệu JBL. Đấy. Và dán được dàn chống bụi. Cái cấu hình ngày hôm nay là thùng sẽ thiên về chiều sâu bên trong và hai tay sách thì là ở hai bên. Hai tay sách ở hai bên nhỉ. Và nó có một cái rốn loa ở trên nóc thùng. Đấy. Thì cấu hình ngày hôm nay thì thùng súp thì là ok rồi. Gỗ ván ép và đi làm xô và chơi gia đình, chơi nhà văn hóa cực kỳ tốt. Thì đây là một mẫu bát 50. Củ bát là từ 220 cô 100, đít bát của nó có đôi 4, 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Từ 220 cô 100. Bát 50 giờ xét, bát 50 giờ xét. Bát 50 giờ xét này có cái cấu hình là kẹp lỗ là thép trắng, từ rất dày, từ 220 cô 100. Đấy. Từ 220 cô 100. Với cấu hình này thì màng của nó màng được sơn dầu bóng. Gân vải tẩm dầu 3 gân và màng xếp sơn dầu bóng và màng xếp ly tới rốn. Từ 220 cô 100. Và cái bên trong thùng thì em có bắn bông nót xung quanh giúp để tiêu âm. Súp hơi thì nó chạy trực tiếp cho các bác cắt cốt qua vang hoặc là cắt cốt qua lưng tiếng thì nó sẽ cắt hết tiếng nhạc đi và sẽ cho ra chỉ tiếng trầm thôi. Đó là dòng súp hơi. Và súp hơi thì là một dòng cực kỳ uy lực, chuyên đi show, chuyên đi sự kiện và đánh không gian lớn. Và cái quả súp hơi súp hơi 50 này thì dòng nhà em thì có cả 40, còn đây là 50. Thì cái quả súp hơi 50 mà thành phẩm như này thì các bác có thể là mua cái bát rời kia của em. Em đang bán cái bát rời súp 50 giờ xếp rất là nhiều. Dòng này thì em có cả súp mặt và súp hầm. Còn các bác đang được xem ở đây là súp mặt. Thì các bác có thể mua rời các cái bát rời hoặc mua vỏ thùng. Tùng Nguyễn sẽ ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Và một quả súp hơi thành phẩm lên nguyên chiếc như này là 3 triệu 8 một quả. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm súp thành phẩm thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt mua những cái dòng bát rời, vỏ thùng hoặc là những quay quả thành phẩm để Tùng Nguyễn lên đơn và gửi hàng cho tất cả các bác qua đường bưu điện các bác nhé. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào, hẹn các bác trong các cái clip mới nhất. Mà các bác xem video thì đừng quên tặng like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha.